Chào đón những người nghe mang dòng máu quỷ đỏ đã đến với kênh YouTube của fan Manchester United tại Việt Nam. Đây sẽ là nơi mang đến tất cả những thông tin nóng hổi nhất của đội bóng thân yêu. Để ủng hộ kênh, anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn. Giờ chúng ta cùng đến với những thông tin nóng hổi của câu lạc bộ trong 24 giờ qua. Tin tức nhận định trận MU và Sheffield. Manchester United tiếp đón Sheffield tại Old Trafford vào đêm nay trong cuộc đụng độ giữa đội trên đỉnh và dưới đáy của Premier League. Quỷ đỏ sẽ có cơ hội lớn để tiếp tục lấy trọn vẹn 3 điểm và giữ vững ngôi đầu bảng khi đối thủ đang xếp cuối bảng và chỉ với một chiến thắng duy nhất sau 19 trận. Đội bóng của Leganés Sousa hiện chỉ thua 1 trong 13 trận gần nhất trên mọi đấu trường, thắng 9 trong số đó. Tại Premier League, Man United trải qua 13 trận không biết một thất bại. Với The Blades, họ thắng 3 trên 4 trận gần nhất, nhưng 2 trong số đó là những chiến thắng trước các đối thủ hạng thấp hơn tại FA Cup. Các cầu thủ của Chris Wilder chỉ thu được 5 điểm từ con số 57 có thể ở mùa này và tiếp tục là đội có số điểm thấp nhất trong lịch sử Premier League. Họ đã thua 3-1 trước Tottenham Hotspur trong chuyến làm khách gần nhất, trong khi trên sân khách, họ chỉ tránh được thất bại 3 lần trong 15 trận gần nhất. Họ cũng đã thua 7 trận gần đây khi hành quân đến Man United trong khoảng thời gian kéo dài từ tháng 8 năm 1975 đến nay. Mọi thứ đều cho thấy đây sẽ là chiến thắng như thường lệ của Quỷ Đỏ, và đó sẽ là trận thắng thứ 5 trên sân nhà trong 6 trận gần đây. Về tình hình lực lượng, Marcus Rashford đã gặp một chấn thương nhẹ ở đầu gối vào cuối trận đấu ở vòng 4 FA Cup hôm chủ nhật trước Liverpool. Nhưng Ole Gunnar Solskjaer đã xác nhận anh ấy đã sẵn sàng ra sân sau khi tập luyện đầy đủ vào sáng hôm qua. Phil Jones và Brandon Williams đã vắng mặt ở những trận gần đây. Với Sheffield, họ thiếu hàng loạt cầu thủ do chấn thương, bao gồm trung vệ trụ cột John Egan. Huấn luyện viên Chris Wilder cho biết: "Chúng tôi đang đợi xem Limoset có thể ra sân được hay không. Còn những người khác đang chấn thương sẽ không đến Manchester, nên tôi nghĩ sẽ có 9 cầu thủ không góp mặt ở chuyến làm khách này. May mắn thì sẽ có 1 hoặc 2 người trở lại cho trận đấu vào cuối tuần." Giờ chúng ta cùng nhận định kết quả của trận đấu này. Sheffield United đã không thể thi đấu tốt trước Manchester United vào những thời điểm họ có phong độ tốt nhất, khi chỉ giành được 1 điểm trong 8 lần gặp gỡ đã qua. Hiện tại khi mà Sheffield đang sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng cùng với phong độ vô cùng kém cỏi, thì tất nhiên họ sẽ không có cơ sở gì để có được điểm trước một MU đang hừng hực khí thế với một đội hình dày dặn và chất lượng. Vì vậy, chúng ta có thể nhận thấy trận đấu này sẽ kết thúc với chiến thắng đơn giản trên sân nhà cho Quỷ Đỏ và kết quả có thể là 3-0. Còn anh em dự kết quả trận đấu này thế nào nhỉ? Những điều thú vị trong tập luyện. Các trận đấu vẫn đang diễn ra dày đặc và đêm nay chúng ta lại được xem đội bóng con cưng Manchester United đá với Sheffield tại Old Trafford. Các cầu thủ cũng đã tập luyện vào đầu tuần này và đây là những điều thú vị chúng ta thấy được trong những buổi tập này. Đầu tiên là kỹ năng tuyệt vời của Martial. Anthony Martial đã gặp khó khăn ở mùa này với một bàn thắng duy nhất ở năm 2021, nhưng sự tự tin của anh ấy dường như không bị ảnh hưởng. Cầu thủ người Pháp đã rất thích thú với bài tập sút khi anh thực hiện một pha ngoặt bóng điệu nghệ chỉ bằng một cú chạm để vượt qua huấn luyện viên Carrick trước khi sút vào góc lưới. Sau đó, anh thể hiện một số kỹ thuật đỉnh cao để đi bóng trước khi hạ gục Dean Henderson bằng một cú lốp bóng tinh tế. Nếu Martial có thể tái hiện những bản năng đó trong trận đấu thì sẽ không lâu nữa anh ấy lại có mặt trong danh sách những cầu thủ được yêu mến nhất. Tiếp theo là Diallo cho thấy một gợi ý về những gì sẽ đến. Kể từ khi anh ấy đến vào đầu tháng này, Amad Diallo vẫn chưa chơi cho United ở bất kỳ cấp độ nào vì anh ấy tiếp tục phải làm quen để thích nghi với ngôi nhà mới của mình. Tuy nhiên, trong khi người hâm mộ vẫn chưa thấy anh ấy ra sân, thì cầu thủ người bờ biển Nga vẫn đang tiếp tục gây ấn tượng trong tập luyện. Trên sân tập, anh đã khiến nhiều người phải trầm trồ khi thể hiện kỹ thuật sút bóng tuyệt vời để bẻ cong một cú sút đưa bóng đi xuống chìm và ngoài tầm với của Henderson. Nếu Diallo tiếp tục chứng tỏ được khả năng của mình trong tập luyện cùng với tốc độ và sự khéo léo, có lẽ sẽ không lâu nữa người hâm mộ cuối cùng cũng được nhìn thấy anh trong đội hình chính. Willian trở lại sau chấn thương. Hậu vệ cánh Brandon Williams đã bị chấn thương và nghỉ thi đấu gần như từ đầu mùa giải, nhưng hiện tại anh đã có thể quay trở lại tập luyện và nếu tìm lại được phong độ như mùa giải trước, đó sẽ là một sự bổ sung rất tốt cho MU trong chặng đường đua vô địch trước mắt. Cuối cùng là cường độ tập luyện vẫn rất cao. Sau chiến thắng tuyệt vời trước đối thủ chuyên kiếp và sắp tới là một trận đấu được nhận định là dễ dàng, tuy nhiên Solskjaer vẫn cho các học trò tập luyện khá nặng để duy trì cảm giác thi đấu. Trong các bài tập, chúng ta đều thấy các cầu thủ tập luyện nghiêm túc. Với tình hình nhân sự lúc này, rõ ràng để chen chân vào đội xuất phát là không hề dễ. Vì vậy, tất cả các cầu thủ đều đang cố gắng hết sức mình để hy vọng được ra sân.
De Gea tiết lộ bí quyết để MU mạnh mẽ hơn. Liên tục giành những kết quả ấn tượng trong thời gian qua, Man United đang thể hiện họ là ứng viên đáng gờm cho danh hiệu vô địch Premier League, và thủ thành De Gea đã tiết lộ những bí quyết. Thủ môn người Tây Ban Nha cho biết, toàn đội đã sẵn sàng thi đấu và cống hiến mọi thứ. Đó là điều quan trọng nhất. Không chỉ những người được ra sân, chúng tôi còn có những cầu thủ trên băng ghế dự bị, trên khán đài cũng luôn sẵn sàng. Đó là điều làm nên sự khác biệt. Chúng tôi cảm nhận và nghe thấy sự hiện diện của các đồng đội bên ngoài sân, đặc biệt khi sân vận động vắng khán giả. Như trong trận đấu với Fulham, tôi có thể nghe thấy Lee Grant đứng trên khán đài và khen tôi chơi tốt lắm. Thật tuyệt khi nhận được những sự ủng hộ của anh ấy và các cầu thủ khác trong đội. Điều đó cực kỳ quan trọng, bởi không chỉ một hay hai mà toàn bộ các thành viên khiến chúng tôi mạnh mẽ hơn. Chia sẻ về vai trò của mình, David De Gea tiếp tục: tôi đang cố gắng để trở thành người lãnh đạo. Những chàng trai trẻ có thể nhìn vào tôi và chứng kiến khoảng thời gian dài tôi ở đây thi đấu rất nhiều trận. Tôi có thể chia sẻ kinh nghiệm trên sân và giúp đỡ toàn đội. Tôi có kinh nghiệm dày dặn giành những danh hiệu lớn tại đây. Tôi hiểu cảm giác giành chiến thắng, và trong năm nay chúng tôi có cơ hội để vô địch. Chúng tôi sẽ không bỏ lỡ những cơ hội lớn như vậy. Man United cần phải chiến đấu cho đến tận cuối cùng để giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ cống hiến 100% trong từng trận đấu, từng buổi tập. Quan trọng là bạn cần phải tập trung vào trận đấu tiếp theo. Thay vì suy nghĩ quá nhiều về những thử thách xa hơn, hãy cứ tập trung vào trận đấu tới, nỗ lực hết sức và cố gắng giành 3 điểm. Tôi luôn tập trung vào một trận đấu tiếp theo. Không gì khác, không phải trận đấu xa hơn mà chỉ là một trận. McTominay sẽ là quỷ đầu đàn trong tương lai. Scott McTominay là cầu thủ luôn được tin tưởng tuyệt đối của Ole Gunnar Solskjaer trong những trận đánh lớn. Sự xuất hiện của anh trong đội hình xuất phát ở hai lần đối đầu với Liverpool vừa qua chính là những dẫn chứng tiêu biểu. Không những thế, việc Solskjaer trao tấm băng đội trưởng cho Scott McTominay trong trận đấu với Watford càng khẳng định tầm quan trọng và những kỳ vọng của ông dành cho cậu học trò trẻ tuổi. Solskjaer giải thích rằng ông muốn xem Scott McTominay sẽ đương đầu với những trách nhiệm lớn lao như thế nào, và tiền vệ người Scotland đã không để ông thầy của mình phải thất vọng. Anh là người ghi bàn thắng duy nhất và cũng chính là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Ole Gunnar Solskjaer phát biểu: với Scott, cậu ấy đang dần trở thành một người lãnh đạo. Cậu ấy chắc chắn là một trong những cầu thủ được đánh giá cao trong tập thể, và đó là điều đang diễn ra trong nhiều năm qua. Không những thế, với sự giúp đỡ đến từ Kieran, Michael Carrick và giờ là Fletcher, cậu ấy sẽ còn tiến bộ hơn nhiều. Thái độ cũng là điểm đáng khen của Scott. Cậu ấy mong muốn trở thành phiên bản xuất sắc nhất có thể, và tất cả chúng tôi đều muốn giúp đỡ cậu ấy hiện thực hóa giấc mơ đó. Một trong những điều khiến người ta cảm thấy ấn tượng nhất về Scott McTominay nằm trong màn trả lời phỏng vấn của anh sau chiến thắng trước Watford. Anh dành những lời động viên cho người đàn anh, người đồng đội và cũng là người cùng trưởng thành từ lò Carrington, Jesse Lingard. Không phải cầu thủ 24 tuổi nào cũng có được suy nghĩ và lời nói chín chắn như vậy. Điều đó cho thấy tư chất thủ lĩnh là thứ mà Scott McTominay nổi bật hơn rất nhiều cầu thủ khác. Và trong tương lai, nếu MU có được một người được câu lạc bộ nuôi dưỡng từ nhỏ, có DNA của Quỷ Đỏ làm đội trưởng, đó sẽ là điều thật tuyệt vời. MU rơi khỏi top 3 câu lạc bộ có doanh thu cao nhất. Manchester United đã rơi khỏi top 3 những câu lạc bộ có doanh thu cao nhất của Deloitte lần đầu tiên sau 8 năm, khi chỉ đạt 509 triệu bảng, giảm 118,1 triệu bảng, tương đương với 19% trong mùa giải 2018-2019, khiến Quỷ Đỏ tụt xuống vị trí thứ tư sau Bayern Munich. Đây là một bảng xếp hạng cho các câu lạc bộ theo doanh thu được tạo ra từ các hoạt động bóng đá. Nó được thống kê bởi công ty kế toán Deloitte và được công bố vào đầu tháng 2 hàng năm để đưa ra kết quả của mùa giải kết thúc gần nhất. Lý do của sự sụt giảm là chủ yếu do đại dịch, khi Man United mất một lượng người hâm mộ khổng lồ, tạo ra một lượng doanh thu đáng kể vì Old Trafford không có khán giả. Tất nhiên, năm ngoái do không có suất đá Champions League cũng dẫn đến chênh lệch doanh thu từ việc thi đấu ở Europa League so với Champions League là rất lớn. Nó cũng tác động đến thu nhập của câu lạc bộ. Đội bóng có doanh thu cao nhất mùa trước là Barcelona với doanh thu là 627,1 triệu bảng. Xếp thứ hai là Real Madrid khi thu về 627 triệu bảng. Hy vọng năm nay, Quỷ Đỏ sẽ chơi thật tốt cũng như dịch bệnh qua đi để MU quay lại top những câu lạc bộ thu nhập cao nhất hành tinh. Brandon Williams sắp tới Southampton. Brandon Williams đang lên kế hoạch kiếm tìm một câu lạc bộ mới theo dạng cho mượn, qua đó được thi đấu thường xuyên hơn. MU cũng tạo điều kiện để cầu thủ trẻ này được ra đi. The Mirror khẳng định
Southampton đã gửi lời đề nghị mượn cầu thủ hậu vệ này từ MU. Trong bối cảnh Kyle Walker Peter dính chấn thương, Southampton thiết tha mượn cầu thủ 20 tuổi này. Williams hứa hẹn mang đến thêm một giải pháp chất lượng cho Southampton ở vị trí hậu vệ cánh. Ngoài sở trường đá cánh trái, cầu thủ này có thể chơi ở vị trí hậu vệ phải. Huấn luyện viên Ralf Hasenhüttl của Southampton thừa nhận: "Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm phương án thay thế cho Ryan Bertrand và Kyle Walker Peters. Southampton không đủ điều kiện để chiêu mộ những cầu thủ hàng đầu, do đó chúng tôi cần lựa chọn mục tiêu phù hợp nhất. Chỉ cần Southampton hứa hẹn trao cơ hội ra sân thường xuyên cho Williams, họ sẽ nhận được cái gật đầu từ MU. Dù không được trọng dụng ở sân Old Trafford, song với khả năng của mình, cầu thủ sinh năm 2000 có thể cạnh tranh vị trí đá chính ở sân St Mary." Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng thân yêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn.